Chào cô chú anh chị và các bạn, một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha. Rồi hôm nay mình có chia sẻ mình để em mình cho 10 con gà con đông tảo nè để mình nuôi thử nè cô chú anh chị và các bạn. Đây mình đang bỏ trong cái thùng nè ha, mình nuôi cho lớn rồi mình thả ra ngoài chuồng nha cô chú anh chị và các bạn. Gà đông tảo nha cô chú anh chị. Đứa em nó cho 10 con ha, để mình nuôi thử. Chúc cô chú anh chị một ngày mới an lành và hạnh phúc nha. Mời cô chú anh chị và các bạn xem video vui vẻ. Và nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nha cô chú anh chị và các bạn. Rồi, hôm nay mình cho gà, bầy gà con này ăn gừng nha cô chú anh chị. Cần mình sắc ra mình băm nhuyễn ha, đem ra cho gà ăn ha. Thấy mấy con nó bị sệ cánh nè cô chú anh chị và các bạn. Thì mùa này mùa hơi lạnh á cô chú anh chị, gà nó hay bị cú rũ lắm á cô chú anh chị. Thì mình băm gừng ra cho nó ăn ha. Ăn cho nó ấm cô chú anh chị, mùa này cũng lạnh á. Chiều tối nó cũng hơi se lạnh á. Gà nó cũng hay bị cảm á cô chú anh chị. Rồi mình đem gừng ăn cho nó ăn này, cho nó ấm nha cô chú anh chị. Chứ mình không có dùng thuốc ha, mình chỉ cho ăn gừng với thức ăn thôi. Đây gà lớn này mình lấy gừng ra cho nó ăn, nó cũng ăn gừng, nó cũng khoái ăn gừng nữa cô chú anh chị và các bạn. Ăn gừng nó ấm á, nó ấm nó cũng khoái ăn á. Tại bầy gà này mình nuôi mình cho ăn gừng từ nhỏ à. Từ nhỏ giờ nó có gừng mà nó cũng ăn gừng dữ lắm hơn cô chú anh chị. Thì nuôi gà thì cũng phải hao hụt chút xíu thôi cô chú anh chị. Cái mùa lạnh á thì cũng hơi hao hụt chút ha. Thì nuôi gà thì vậy thôi. Mong cô chú anh chị và các bạn luôn ủng hộ kênh Duy Tâm Vlog nha. Mình cho gà con ăn mối nữa nha cô chú chị và các bạn. Hôm rồi mình đi mối cũng lấy mối cũng nhiều ha, rồi mỗi ngày mình cho nó ăn hết cô chú chị và các bạn, bổ sung thêm chất dinh dưỡng ha, mối nữa ha, cho bầy gà con này ăn nè cô chú chị và các bạn.
Đây ba mình đem cái vừa xiêm ra cho gà ăn nữa nè cô chú anh chị. À, nó cũng ăn cái vừa xiêm này nữa nè cô chú anh chị. Đó, nó ăn đó. À, gà mình nuôi á, thì mình cho ăn đủ thứ ha cô chú anh chị. Nào là mối nè, rồi thức ăn nè, rồi cỏ nè, rồi cái vừa xiêm nữa cô chú anh chị. Gà con tinh chuồng này ít mối nha cô chú anh chị, à, cho những con gà con tinh chuồng ăn ha, ít mối này cho có dưỡng chất mối nha cô chú anh chị. Thank you.
rồi tiếp tục cho những con gà lớn ăn ít mối nữa nha chú anh chị và các bạn. Cho gà con ăn xong rồi giờ tới gà lớn ha. Đó, thêm chút xíu mối nữa. Thank you.
con này ăn cơm dừa này của chú chạy cơm dừa xiêm ha. Đó, nó bù lại mình thấy dễ thương hơn của chú anh chị. Nó ăn cái dừa xiêm ha, nó cũng dừa xiêm mềm mềm á của chú anh chị. Nó phải ăn dữ lắm. Nó bù lại nó ăn ha. Video đến đây kết thúc rồi, cô chú anh chị. Cô chú anh chị xem video nhớ đăng ký kênh và nhấn nút like ủng hộ mình nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều nha. Hẹn cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo nha.